từ thành phố Bắc Cạn theo đường 257 khoảng 40 km sẽ đến trung tâm thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn. Nơi đây không chỉ giàu truyền thống văn hóa, lịch sử, con người thân thiện mà cũng có rất nhiều món ăn đặc sản được các hộ gia đình truyền từ đời này sang đời khác, góp phần tạo nên một nền ẩm thực phong phú và đa dạng tại địa phương này. Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Trải nghiệm văn hóa. Thịt lợn từ lâu đã rất quen thuộc với mỗi gia đình bởi từ nó có thể chế biến thành các món ăn rất ngon và độc đáo. Chân giò hầm cũng là một món rất là đặc biệt được làm từ thịt lợn. Trong chương trình hôm nay, mời quý khán giả cùng theo chân chúng tôi đến một hộ gia đình có truyền thống rất lâu đời làm món chân giò hầm tại thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn để cùng tìm hiểu xem cách làm món ăn này có gì đặc biệt. Chân giò hầm là món ăn gia truyền của gia đình chị Nguyễn Thị Nhung. Từ đời này truyền qua đời khác, chân giò hầm của hộ gia đình này đã trở thành đặc sản nổi tiếng. Đến nay, chị Nhung là một trong số những người trẻ tuổi của gia đình đã được truyền dạy lại và tiếp tục phát huy đặc sản của gia đình mình. Cái món chân giò hầm thì cái nguyên liệu chính của nó bao gồm những gì? Mình có quế hồi, thảo quả và dầu điều, nấm hương, hạt sen và các loại gia vị mắm muối là chính. Và cái nguyên liệu chính của nó là những chiếc chân giò hầm đúng không ạ? À, thế thì để làm được chân giò hầm ngon thì mình phải lựa chọn những cái chiếc chân giò như thế nào và cái nguồn gốc của nó thì mình sẽ quan tâm những cái điều gì ạ? Thứ nhất là thịt lợn phải sạch. Chân giò thì chỉ lấy được hai cái chân giò trước của con lợn thôi. Nếu để ngon nhất thì là cái chân giò tầm độ cân 4 là cái chân giò rất là ngon và vừa phải, nó không quá to. Em thấy đây là chân giò nó còn nhỏ, có những cái màu vàng rất là đẹp, thì cái màu vàng này là tại sao nó lại có màu vàng như thế này ạ? Màu này là màu của dầu điều. Mình sẽ rang cái hạt điều lên và mình sẽ cho dầu thực vật vào để chiên tất lấy cái dầu điều. Rồi sẽ tẩm ướp vào cái chân giò này. Vậy thì tại sao mình lại phải châm cái chân giò như này hả chị? Muốn nó giòn bì và nó thẩm hết được cái gia vị thì mình phải châm nó để cho nó, lúc mình quay nó sẽ nổ và nó phồng thì mình nó sẽ rất là đẹp. Hay, chị có thể hướng dẫn em làm một chút được không ạ? Được thôi mà, em thử đi. Bây giờ mình sẽ chọc vào. Em cầm cái như thế này, em chỉ vầy bằng cổ tay thôi. Cầm như này thôi đúng không? Đúng rồi. Cứ như này thì mình phải làm chọc như này đến lúc nào thì mới được chị? Khi nào thấy hết cái bề mặt này đều được châm hết thì lúc đó mình làm, tức là mình sẽ được châm kín toàn bộ cái mặt chân giò thì mình sẽ sát gia vị vào. Cái này mà một người mà làm trong buổi sáng thì được khoảng bao nhiêu cái chị? Một người thì chắc là nếu mà làm 30 cái thì người, như hai chị em làm 60 cái thì... Tôi vừa được chị Nhung hướng dẫn để châm chân giò một lúc, tuy nhiên chỉ làm một lúc tôi đã thấy mỏi cổ tay rồi. Thế nhưng các chị ở đây bảo là mỗi ngày các chị có thể làm được khoảng vài chục cái. Thì thật sự đây là một công việc mà không chỉ cầu kỳ mà còn đòi hỏi sự kiên nhẫn nữa các bạn ạ. Chân giò sau khi đã châm kín sẽ được sát các gia vị, trong đó không thể thiếu mật ong, và tiếp đó sẽ đem quay để lớp da vàng giòn. Sau khi trải qua nhiều công đoạn cầu kỳ và tỉ mỉ, chân giò sẽ được đem hầm từ 4 đến 5 giờ đồng hồ là có thể sử dụng được. Cái chân giò thì khi mà họ hầm xong thì mặc dù bên trong nó rất là nhừ rồi nhưng mà cái da của nó thì không bị rách, không bị hỏng. Vậy thì không biết là cái để làm được như thế thì có khó không chị? Để cho cái chân giò nó không bị cái da nó không bị nát thì là yêu cầu cái lúc quay là phải kỹ. Nếu như mình quay mà không đủ độ hoặc là cái nhiệt độ chưa cao hoặc là chưa đủ thời gian thì đến lúc mình hầm cái da này nó sẽ nát hết, nó không còn nguyên cái da khi mà mình đang lên đĩa nữa. Cho nên bắt buộc cái thời gian quay là rất là quan trọng để mà đạt được cái độ chín của nó, là phải thật già mỡ thì mới mình được cho chân giò vào. Cho chân giò vào thì sau khi quay mình bỏ mà cái như phải nó phải nảy lên thì nó mới cứng. Cái này chưa quay, khi nào quay là phải gõ vào cái nó cục cục như này, lúc đấy đó thì là cái chân giò mới đủ độ, lúc qua hầm nó mới không bị nát. Mình cho ra đĩa vẫn còn nguyên cái chân giò rất là đẹp, mặc dù rút hết xương ra rồi nhưng vẫn còn nguyên. Hiện nay những chiếc chân giò đã được hầm nhừ, còn được gia đình chị Nhung đóng gói phục vụ người tiêu dùng ở khắp nơi, trở thành đặc sản nổi tiếng. Người mua chỉ cần đun lại cho nóng là sử dụng được luôn, mà không phải mất thời gian để hầm như trước đây. Đây là món chân giò hầm mà sau rất là nhiều công đoạn chế biến khá là công phu và cầu kỳ.
thì đã chín rồi. Em thấy mùi thơm rất là hấp dẫn. Vậy thì em có thể thử một tí được không ạ? Chân giò hầm là món có thể sử dụng được trong bữa ăn gia đình hàng ngày hoặc cũng có thể sử dụng trong các bữa tiệc cỗ cưới rất là phù hợp. Vậy thì tại sao quý vị lại không thử sử dụng món ăn này vào cái bữa ăn gia đình hàng ngày để bữa cơm thêm ngon miệng? Và đến đây thì thời lượng trải nghiệm văn hóa cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.